Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu đến các bạn một khóa học kế toán đặc thù mà Kế toán Việt Hưng đã triển khai dạy cho rất nhiều các học viên. Trong khi đó khóa học này thì chưa được triển khai ở các trung tâm nào, chỉ có riêng Kế toán Việt Hưng là một trung tâm mà đào tạo chuyên sâu về từng lĩnh vực theo đúng cái chuyên ngành mà các bạn đang làm việc. Thì ở đây đó chính là cái khóa học thực hành kế toán dịch vụ spa. Để biết được những cái nội dung học mà Kế toán Việt Hưng đào tạo những gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bài viết sau đây. Các bạn vào website ketoanviethung.vn, chọn khóa học kế toán, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp. Ở đây Kế toán Việt Hưng có rất nhiều khóa học chi tiết cho từng lĩnh vực. Khóa spa thì nằm ở trang 2, do đó chúng ta sang trang 2 và tìm đến khóa spa. Các bạn click vào khóa học. Đây là nội dung của khóa học thực hành kế toán spa. Đi sâu vào tìm hiểu cũng như cách làm đối với lại các cái dịch vụ khác thì kế toán spa cũng bao gồm 3 phần. Thứ nhất là đầu kỳ, tức là chúng ta phải cập nhật thông tin cơ bản như danh mục phòng ban, nhân viên, các cái dịch vụ về spa như là dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc da, xông hơi, massage, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. Đó là các cái dịch vụ đặc thù của spa thì chúng ta cần phải tạo chi tiết các cái mã dịch vụ. Ngoài ra thì chúng ta tạo các cái mã nguyên vật liệu như là các cái loại mỹ phẩm. Đối với mỹ phẩm thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta mua về thì thường sẽ là chai, lọ hoặc hộp. Còn khi mà chúng ta xuất ra để phục vụ cho các cái dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thì chúng ta lại xuất ra bằng các cái đơn vị nhỏ hơn, ví dụ như là millilit hoặc là gram. Thì lúc đó các bạn phải để ý cái đơn vị chuyển đổi. Sau này chúng ta mới tính giá thành cũng như là tính cái kho vật tư nó mới chính xác. Tiếp theo ở cái nội dung đầu kỳ thì hướng dẫn cho các bạn là cách khai báo cái giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ và tài sản cố định như là các cái máy massage, xông hơi mà chúng ta mua về từ những năm trước còn giá trị, chưa sử dụng hết thì chúng ta khai báo để sử dụng và phân bổ ghi nhận vào chi phí của năm nay. Hướng dẫn cho các bạn khai báo về số dư đầu kỳ của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản. Về trong kỳ thì hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán các hóa đơn, chứng từ liên quan như là hóa đơn mua vào vật tư, mỹ phẩm, mua công cụ, dụng cụ, mua mới tài sản cố định là các máy massage, xông hơi, giường massage, rồi máy soi da phân tích. Thì những cái đó các bạn cần phải phân biệt được đâu là công cụ và đâu là tài sản cố định. Bởi vì đối với dịch vụ spa thì các cái máy móc thiết bị nó là các cái chi phí chính. Hướng dẫn cho các bạn về cách trích lương, trích bảo hiểm, chi lương và chi bảo hiểm. Cách lập bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động. Hướng dẫn cho các bạn hạch toán đến các nghiệp vụ ngân hàng, thanh toán bằng chuyển khoản hoặc là bằng cà thẻ. Ngoài ra còn hướng dẫn cho các bạn cách theo dõi công nợ, bởi vì một dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thì tổng cái gói chi phí rất là cao. Thường thì khách hàng sẽ không thanh toán một lần và thanh toán theo từng đợt cho từng dịch vụ thì các bạn cần phải theo dõi chi tiết. Hướng dẫn cho các bạn về cách phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định vào từng dịch vụ. Ví dụ như là dịch vụ massage thì chỉ cần máy massage chứ không cần máy soi da. Do đó các công cụ hay tài sản cố định sử dụng cho dịch vụ làm đẹp thì chúng ta phải phân biệt rõ cho từng loại dịch vụ, tránh phân bổ nhầm lẫn giữa các dịch vụ thì sau này chúng ta quyết toán thuế sẽ bị gạt chi phí ra. Ngoài ra thì còn hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai thuế, hạch toán các loại thuế như là thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cuối kỳ thì hướng dẫn cho chúng ta về cách tập hợp chi phí, cân đối tính giá thành, theo dõi chi phí dở dang cho từng dịch vụ làm đẹp, cân đối các chỉ tiêu, đọc hiểu các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản để lên báo cáo tài chính và in sổ sách. Đó là tổng hợp các cái công việc liên quan đến dịch vụ spa mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì còn hướng dẫn cho các bạn về cách theo dõi hàng tồn kho. Bởi vì ở trong dịch vụ spa thì sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm, đặc biệt là chúng ta cần phải quan tâm đến cái thời hạn sử dụng
của các mỹ phẩm đó. Do đó chúng ta phải có cái lộ trình theo dõi sao cho nó hợp lý để chúng ta tránh trường hợp là sử dụng mỹ phẩm quá hạn dẫn đến tác hại của cái việc chăm sóc sắc đẹp. Đó là tất cả những cái nội dung mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái khóa dịch vụ spa. Ngoài ra thì trong quá trình mà các bạn làm việc, có gì không hiểu thì các bạn lại hỏi và giáo viên sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. Về chứng từ học thì các bạn có thể học ở trên chứng từ của trung tâm hoặc là học trên chứng từ của học viên. Học ở trên chứng từ của trung tâm thì trung tâm cũng biên soạn đầy đủ các hóa đơn chứng từ liên quan đến dịch vụ spa đúng thực tế mà trung tâm đang thực hiện. Để biết được các cái hình thức học thì chúng ta sẽ click vào chọn một trong các hình thức học. Ví dụ giáo trình online 1:1, tức là học trên hóa đơn chứng từ của trung tâm, một giáo viên hướng dẫn một học viên, mức phí là 5.700.000. Giáo trình riêng, tức là học trên hóa đơn chứng từ của học viên, học phí sẽ dao động thấp nhất là 7.200.000. Lớp online, tức là một giáo viên dạy từ 5 học viên trở lên, online, phí là 3.900.000. Để hiểu rõ hơn về cái mức phí cũng như là nội dung thì các bạn có thể liên hệ đến hotline của Kế toán Việt Hưng để được tư vấn cụ thể. Phần mềm kế toán mà chúng ta thường sử dụng sẽ là MISA hoặc là FAT. Ngoài ra, công ty nào mà có sử dụng phần mềm kế toán riêng cho công ty thì Kế toán Việt Hưng cũng sẽ hướng dẫn được. Trường hợp mà chúng ta chưa có phần mềm thì Kế toán Việt Hưng sẽ cài đặt phần mềm cho các bạn. Hình thức học sẽ là học online. Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn học viên thì bằng UltraView hoặc là TeamViewer, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Thời gian học thì Kế toán Việt Hưng sẽ sắp xếp theo thời gian của học viên. Các bạn có thể học buổi sáng, trưa, chiều hoặc là tối. Tuần các bạn nên học từ 3 đến 4 buổi, mỗi buổi từ 2 đến 3 tiếng. Thay đổi lịch thì các bạn báo với giáo viên để giáo viên sắp xếp lịch. Thường thì đối với khóa học dịch vụ spa thì các bạn học khoảng tầm 25 đến 30 buổi là chúng ta đã làm được rồi. Còn trường hợp nào mà chúng ta học nhiều hơn thì các bạn vẫn cứ học đến khi nào hiểu và làm được thì thôi. Còn đương nhiên sau này trong quá trình làm thực tế có gì không hiểu các bạn hỏi và bên Kế toán Việt Hưng vẫn hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Muốn tìm hiểu sâu hơn về hình thức học thì các bạn có thể xem kênh YouTube của Kế toán Việt Hưng. Chúng ta click vào chữ YouTube. Đây là một kênh YouTube của Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn cho các bạn học viên trên cả nước đối với các loại hình doanh nghiệp thì chúng ta có thể tham khảo về hình thức đào tạo. Khi mà chúng ta đã tìm hiểu kỹ về Kế toán Việt Hưng rồi, chúng ta quyết định đăng ký học thì các bạn click vào chữ đăng ký học. Các bạn lựa chọn khóa học và điền đầy đủ các thông tin cá nhân và click vào chữ đặt hàng. Ngoài website ketoanviethung.vn, các bạn có thể vào web làmketoan.vn, click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin vào và click vào chữ đăng ký ngay. Đó là có hai cách mà để chúng ta đăng ký học. Khi đăng ký học xong rồi, các bạn muốn tìm hiểu về cái giáo trình mà Kế toán Việt Hưng đã biên soạn thì các bạn click vào xem giáo trình online. Chúng ta không cần tạo tài khoản, các bạn click vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp. Chọn kế toán thương mại dịch vụ bởi vì spa nó thuộc dịch vụ. Ở đây có kế toán dịch vụ spa 2020, chúng ta click vào. Đối với lại xem thử thì chúng ta chỉ xem được phần 2 và phần 3. Xem phần nào thì các bạn click vào phần đó. Chúng ta click vào xem nội dung. Đây là các hóa đơn chứng từ liên quan đến dịch vụ spa. Chứng từ ở đây thì được sắp xếp theo thứ tự thời gian và được sắp xếp ở các phần khác nhau. Đối với khóa học này thì có 9 phần. Chúng ta lần lượt học trong 9 phần này. Và trong 9 phần này thì có rất là nhiều các hóa đơn chứng từ để cho các bạn hạch toán, cân đối lên báo cáo tài chính. Đó là giáo trình online mà Kế toán Việt Hưng đã biên tập. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học kế toán dịch vụ spa cũng như là hình thức học và giáo trình học mà Kế toán Việt Hưng đã biên soạn. Tôi hy vọng sẽ được chia sẻ những cái kinh nghiệm, kiến thức đến các bạn trong thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công!